Đây, mình vừa câu một con cá khá to này. Đây nha, phát triển vậy luôn. Mình chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hoàn Thành Mình nha. Và chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui. Hôm nay thì theo yêu cầu của một bạn đó chính là đi câu cá, thì mình sẽ làm một cái video đi câu cá xem có được con nào không nha. Hiện tại thì mình cũng đã đến suối rồi. Mấy hôm nay trời mưa rất to nên suối nó cũng khá là to. Đây là cái cần câu của mình này, mình chỉ làm bằng tre thôi. Đấy. Và đây là con mồi để mình câu cá dùng nha mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ thả câu nhá. Rồi thì mình đã làm xong nhá. Đây, để cho vào đây. Đấy. Rồi này, khi nào mà cá ăn thì mình chỉ cần lấy câu lên thôi. Ở đây thì mình có mang theo hai cái cần câu nhá. Bây giờ mình sẽ thả cái cần câu thứ hai nhá. Có vẻ như là cần câu mọi người. Đây, đưa một con rồi. Đây nhá, đây là con cá đầu tiên của mình này. Đó. Cá thì hơi nhỏ. Thêm một con nữa này mọi người. Cá nhỏ nhỏ thôi. Rồi, lại được thêm một con nữa đây. Con này thì to hơn con nãy. Đó. Khá là to. Đây nha, đây là 5 con cá mà mình câu được rồi nhá. Đây. Quấy một con nâu rồi nhỉ. Vâng. Đây, 5 con cá đi. Thôi mình chuyển chỗ khác nha. Chỗ này cá nhỏ quá. Có vẻ như trời cũng sắp mưa rồi. Đây. Trên này thì đèn mày đèn lắm. Lại trời cũng gần tối rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển đi sang chỗ khác nha. Chỗ này thì nãy có người đi qua chắc cá cũng ăn rồi. Mong là chuyển chỗ gặp nhiều may mắn hơn. Đây, mình vừa câu một con cá khá to này. Đây nha, phát triển vậy luôn. Đây là tất cả số cá mình câu được nha, cũng khá là nhiều nè. Con này con to nhất. Ăn mọi người. Cá to, cá rô phi mọi người. Đây. Đây là tất cả số cá mà đấy mình câu được nhá. Con cá chép con to này là câu nãy câu được mình câu cho. Bây giờ tối rồi thì mình sẽ đi về nha.